Thưa quý vị, theo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đề ra nhiệm vụ tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công, cải thiện các yếu tố để tăng cường năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế, nhất là phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý đầu tư công phù hợp thông lệ quốc tế, đảm bảo đạt chất lượng tương đương trung bình các nước ASEAN 4, trong đó ưu tiên đổi mới các thức lập và thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư công, nghiên cứu xây dựng các chính sách giải pháp nhằm đẩy mạnh phân cấp phân quyền đảm bảo quản lý thống nhất hiệu lực hiệu quả phát huy tính chủ động sáng tạo trách nhiệm của từng cấp từng ngành nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với cơ chế kiểm tra giám sát hiệu quả giải quyết những vương mắc trong quy trình quản lý đầu tư về cơ cấu lại ngân sách nhà nước chính phủ giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương xây dựng đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định